Kính thưa quý vị, các công ty dược phẩm đối diện với suy giảm lợi nhuận ở Trung Quốc. Tăng trưởng trong thị trường dược phẩm của Trung Quốc đang trong giai đoạn khó khăn. Trong năm ngoái, gần 60 công ty chăm sóc sức khỏe của Trung Quốc đã bị suy giảm doanh thu và lợi nhuận. Trong thực tế, lợi nhuận trung bình sau thuế đã giảm so với năm trước, sau khi đã phát triển gần 20% hàng năm trước đó. Và không chỉ có các công ty dược phẩm trong nước bị thiệt hại, mà các tập đoàn dược phẩm lớn cũng đang gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, công ty dược phẩm Anh Quốc GSK cũng đã bị tác động của một cuộc điều tra tham nhũng với doanh thu đã giảm khoảng 60% trong năm ngoái. Vào đầu năm nay, doanh thu của công ty GSK vẫn tiếp tục suy giảm đáng kể. Tuy Trung Quốc không phải là phần lớn nhất trong doanh số bán hàng toàn cầu của các công ty, nhưng nhiều công ty đã xác định thị trường này là một động lực chính của tăng trưởng trong tương lai. Trung Quốc được dự kiến sẽ trở thành thị trường dược phẩm lớn thứ hai trên thế giới sau Hoa Kỳ trong vài năm tới. Nhưng các nhà phân tích nói rằng thời kỳ tăng trưởng dễ dàng đã qua và các công ty sẽ phải thông minh hơn rất nhiều để duy trì tăng trưởng. Điều này có thể có nghĩa là thúc đẩy thu mua và sáp nhập để gia tăng thị phần, các sản phẩm và tập trung vào các loại thuốc công nghệ cao để có thể kiểm soát mức giá tốt hơn. Một mối lo ngại khác đó là cuộc điều tra GSK với các chức năng điều hành của công ty đã bị truy tố tội hối lộ có thể chỉ là một khởi đầu, có nghĩa là một áp lực giảm giá, giảm lợi nhuận và giảm doanh số bán hàng sẽ còn kéo dài trong thời gian tới.